Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK Eyebrow Beauty ngày hôm nay. Hôm nay thì mình có lại được gặp một khách hàng rất là xinh đẹp, chị Trang. Chị Trang gửi lời chào mọi người không ạ? Hello mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Vâng ạ, chị Trang có thể giới thiệu qua về bản thân mình và công việc của chị Trang được không ạ? Mình thì hiện tại em là một diễn viên, truyền hình, cũng biết là một diễn viên trên sân khấu kịch nói. Dạ vâng ạ. Chị Trang ơi, những cái bộ phim mà khán giả biết đến tên tuổi chị Trang là bộ phim như nào nhỉ chị nhỉ? Ví dụ như là những bộ phim như là Người ba nữ tù này, Nhà có nhiều cửa sổ này, Có bóng tình yêu này, Ngựa lông không kiếm này, rồi là những cái bộ phim sitcom ngắn như là bộ phim Cư dân thông thái, Sắc màu phái đẹp. Rồi là hiện tại thì Trang cũng làm MC nữa trên bản tin Sạc Stress. Chương trình hát nữa. Cực kỳ nhiều sự xuất hiện trên truyền hình cũng giống như là trên những sân khấu kịch nói và cả công việc hàng ngày nữa. Chị Trang ơi, lý do vì sao mà chị Trang lại biết đến DK và tin tưởng giao khuôn mặt này xinh đẹp này cho em ạ? Thực ra là thế này là cú này thật là tình cờ bất ngờ đấy ạ. Bởi vì là lông mày của Trang ấy thì nó có những cái tình trạng mà có nghĩa là nó không có đuôi lông mày này, xong rồi nó lại rất là thưa nữa, nó không có một cái cặp lông mày nó định hình được rõ nét. Mà mọi người cũng biết là cái việc mà chúng ta có một đôi lông mày rõ nét nó tạo nên một cái hình khối, một cái vẻ đẹp cho khuôn mặt rất là quan trọng. Chính vì thế mà cũng chăn trở rất là lâu rồi thì tình cờ lại được biết đến bên DK Eyebrow Beauty của bạn đúng không ạ? Chính vì thế mà sau khi vào xem sản phẩm của mọi người làm lên, rồi là có cả những người bạn của mình cũng đã từng trải nghiệm ở đây nữa. Vâng, em từng làm rất nhiều các chị diễn viên ở trên sân khấu đấy. Nên là chị cũng biết đó, chính vì vậy nên là khi mà mình đến đây thì mình không có ngần ngại và không chần chừ gì, bởi vì cái niềm tin lớn nhất thì mình tập là bà chủ đây rồi. Vâng, cảm ơn chị Trang rất nhiều. Chắc là có lẽ là bởi vì chị Trang ngoài biết đến DK thì chị Trang cũng biết là em là một chuyên gia về lông mày, cũng làm được rất nhiều các diễn viên, ca sĩ, người mẫu rồi. Cho nên là khi mà chị Trang đến đây thì chị Trang gặp em và nói là em ơi, chị cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, em cứ làm nào mà hợp với chị là được. Đại loại là chị chỉ có một chút mong muốn là lông mày của chị làm sao nó hài hòa tự nhiên và nó phù hợp với khuôn mặt tổng thể và phù hợp với cả công việc của chị nữa. Để làm sao mà lúc nào chị muốn thay đổi thì chị có thể kẻ thêm, còn đâu thêm ban ngày thì chị cũng không cần trang điểm mà để cho nó vẫn nhẹ nhàng hợp với khuôn mặt. Thì đấy cũng là cái em nghĩ là đấy cũng là một cái nỗi niềm và một mong muốn chung của tất cả các chị em khi mà đến DK làm lông mày. Chị em cũng có yêu cầu với em là làm cho chị tự nhiên và hợp mặt, và nếu như mà nó có theo được xu hướng một chút thì càng tốt, còn không thì thôi. Tại vì đấy cũng là cái tiêu chí mà làm việc đầu tiên của em là phải hợp mặt với khách hàng, và sau đó nếu mà nó có theo trend được một tí thì càng tốt. Nhưng mà ở đây thì đạt được cả hai tiêu chí luôn. Đầu tiên là mình tư vấn cho chị Trang là một cặp lông mày mà cong mềm mại tự nhiên hài hòa, và sau đó thì là hơi cong một chút thì lại đúng vào xu hướng và trend hiện nay. Nên chị Trang thì thật sự là được cả hai tiêu chí luôn. Và sau khi mà tư vấn xong thì hai chị em rất là vui vẻ và làm bên giường làm luôn. Chị Trang ơi, trong lúc làm chị có cảm thấy đau đớn khó chịu gì không? Rồi còn bị ngủ thiếp đi. Các bạn nhân viên còn phải gọi dậy, bởi vì là mọi người làm nó chỉ cảm giác như kiểu kén bò một chút thôi. Mình thấy làm rất là êm ái nhẹ nhàng, không hề có cái cảm giác gì gọi là khó chịu hay là đau đớn gì đâu. Vâng ạ, đấy là một cái cảm nhận chung của các chị em là lông mày của chị. Nhiều chị bảo giống như là em đang gãi hay là em đang cạo lông mày của chị. Đúng rồi. Cho nên là em cảm thấy như là dường như là cái vấn đề về đau là các chị em không có lo lắng gì cả. Đúng rồi. Vâng. Ok ạ, rõ ràng là không đau rồi đúng không ạ? Không đau. Sau khi mà không đau rồi thì đến lúc mà là nhìn thấy sản phẩm sau khi làm xong thì chị Trang cảm thấy như nào? Ngỡ ngàng quá mọi người ạ. Bởi vì là thế nào nhỉ? Mọi người cũng nhìn thấy là chân thật đấy nhá chị Trang nhá. Chân thật. Bởi vì là nhìn thấy một bà chủ với cái phong cách như thế này thì thực sự là sản phẩm của cô ấy mọi người cũng thấy là nó cũng sẽ có một cái phong cách rất là riêng biệt. Bởi vì là Trang thì Trang hay có cái cảm giác muốn nó có một cái cảm giác an toàn. Như lúc đầu nói với Cún rằng là bởi vì là còn làm công sở nữa thì nên là cũng chỉ muốn là làm một cái gì nó an toàn, trông nó tự nhiên, nhẹ nhàng, bình thường thôi. Nhưng mà lại có một cái rất hay ở một cái bà chủ phong cách này là bởi vì cô ấy lại tư vấn cho mình là
em sẽ thêm vào cho chị những cái trend của năm nay, nếu như mà em chỉ thêm một chút thôi, để chị vừa có một cái mức độ là an toàn để chị có thể đi làm, nhưng mà lại có một chút phong cách chơi chơi một chút của cái trend của năm nay. Thì mình bảo là thôi chị rất là hoàn toàn tin tưởng, em cứ thử đi. Và đúng là thực sự là làm xong là trời quá nhìn mình kiểu, có nghĩa là đây là một cái dáng lông mày mà mình trước đây là mà thật là mình đã từng làm, nhưng mà đúng thật là vào tay nghề của mỗi một người khác nhau. Và đúng là khi mà vào tay nghề của vốn của bà chủ thì mình thấy rằng là nó đúng là cái phong cách của bạn rồi, nó rất là khác. Và thực sự là mình mới thấy rằng là đó, khi mà mình làm một cái gì mà nó mang đến cho mình một cái cảm giác nó mới lạ ấy, giống như là cái kiểu là mình trải nghiệm ấy, thì đó là một cái điều thú vị. Mình không nên ở cái mức an toàn quá. Vâng ạ. Mình cứ hãy trải nghiệm, cứ hãy thể nghiệm khi mà mình còn trẻ, còn đẹp và còn có thời gian để mình có thể trải nghiệm đi. Vâng, cái việc mà phù hợp khách hàng mà đưa một chút cái cá tính của một nghệ sĩ, rồi thật ra là làm lông mày rõ ràng cũng phải đòi hỏi ngoài cái vấn đề về tay nghề, về kỹ thuật là điều rất quan trọng, thì cái việc yếu tố thẩm mỹ để làm sao mà thiết kế một cái dáng mày nó phù hợp với khách hàng mà nó vẫn thể hiện cái sự mới mẻ để cho khách hàng cảm thấy bất ngờ nhưng mà vẫn hợp với mình, thì đấy là một điều rất là quan trọng. Thì em rất cảm ơn chị Trang vì đã nhận ra điều đấy. Chắc là bởi vì chị em mình đều làm nghệ thuật cho nên là chị em mình có cái sự nhạy cảm với nhau để có thể bắt sóng nhau nhanh đến như vậy. Còn đôi những cái chị em không làm nghệ thuật thì chị em có thể cảm nhận được nhưng có thể không chia sẻ rõ ra được nó là như thế nào. Và đấy là một điều mà hai chị em buôn chuyện với nhau là cảm thấy rất là hợp cạ. Thế nên là phải nói rằng là cái lời cảm ơn phải là từ Trang, rất là chân thành cảm ơn Cún, chân thành cảm ơn Dika, bởi vì là đã mang đến cho mình một cái diện mạo rất là mới, một cái trải nghiệm cực kỳ mới. Vâng ạ, nhận được nhiều cái niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt chị Trang thực sự là một điều hạnh phúc đối với một người làm chuyên gia như Cún, mang cái tay nghề của mình để làm đẹp cho các chị em thực sự rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn chị Trang rất nhiều. Không biết chị Trang có nhắn nhủ gì với các khách hàng của DK chúng em không ạ? À đúng rồi, nếu như mà những bạn nào mà còn đang phân vân, đang lăn tăn đến một cái địa chỉ mà làm đẹp về mang đến cho mình một cái đôi lông mày ấy, thì thực sự ở đây là một cái địa chỉ để sao thế là mọi người hãy tin tưởng, hãy trải nghiệm với cái tay nghề của bà chủ ở đây. Vâng, em cảm ơn chị Trang rất là nhiều nhé. 100% lông mày tại DK thì đều trực tiếp do Cún thực hiện, cho nên là nếu các chị em tin tưởng vào tay nghề của Cún, yêu thương DK thì hãy đến DK và trao khuôn mặt của mọi người cho Cún nhé. Và Cún rất là cố gắng và sẽ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm sao mà làm đẹp nhất cho các chị em. Hẹn gặp lại các chị em trong những chương trình livestream lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.